Thưa quý vị, một con tin người Úc Châu bị bắt giữ xuất hiện trên mạng xã hội tại Philippines, tin tổng hợp Philippines. Một đoạn video được đăng tải trên trang mạng, hình ảnh một công dân người Úc đang bị bắt làm con tin, cần được sự giúp đỡ từ chính phủ. Người đàn ông Úc Đại Lợi với cái tên là Warren Richard Broadwell xuất hiện trên Internet Philippines, nói rằng đang bị nhóm vũ trang Hồi giáo quá khích Abu Sayyaf bắt giữ làm con tin. Ông Broadwell nói rằng hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2012, là một công dân người Úc Đại Lợi. Ông đã bị nhóm khủng bố tại Philippines bắt cóc và giam giữ đúng 54 tuần. Ông Broadwell còn nhớ thời điểm bị bắt cóc là ngày 5 tháng 12 năm 2011. Chủ nhật hôm nay, ông được nhóm khủng bố Abu Sayyaf cho phép xuất hiện trên Internet để chứng minh tới chính quyền Úc Đại Lợi là ông vẫn còn sống sót. Sau hơn một năm bị giam giữ, đã cách ly với thế giới bên ngoài và ao ước được trả tự do. Theo sự hiểu biết của ông và thông qua một tạp chí tại địa phương, chính quyền đang có những cuộc thương lượng với nhóm khủng bố để đổi lại sự tự do cho chính bản thân ông. Kết quả cuộc điều đình ngã ngũ như thế nào giữa nhóm khủng bố Abu Sayyaf và chính quyền địa phương, ông vẫn không được thông báo. Xuất hiện trên mạng Internet qua một đoạn video, ông Broadwell như muốn nhắn nhủ những lời từ biệt cuối cùng rằng ông đã không còn tin bất cứ một ai từ nhóm khủng bố Hồi giáo địa phương. Chính phủ Úc Đại Lợi hoặc chính quyền Philippines với hy vọng qua sự thương lượng ông sẽ được trả tự do. Ông Broadwell đã không đặt niềm tin tới bất cứ một cá nhân nào và ngay cả bản thân cho dù sắp đến thời điểm có thể bị hành quyết, ông cũng không mấy quan tâm. Ông Broadwell nói thêm, không có hy vọng gì được trả tự do trước thời điểm năm mới, năm 2013.